Dạ vâng, kênh Tôn Ngộ Không Hà Nội xin kính chào tất cả các bạn đang theo dõi video này. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi video của chúng tôi thì hãy dành cho chúng tôi một nút đăng ký. Và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một bộ sản phẩm. Đó, một bộ trang phục Tôn Ngộ Không dành cho trẻ em. Vô cùng hot, vô cùng đặc biệt để làm quà cho tất cả các bé. Và chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả các bộ phận của bộ trang phục này nhá. Đó, các bạn có thể xem tổng quát qua. Đây là một bộ trang phục Tôn Ngộ Không dành cho bé hoàn chỉnh. Đó, vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới nhá các bạn nhá. Đây là cái vương miện. Đó, vương miện Tôn Ngộ Không và râu. Chưa? Rất đẹp, rất nhiều màu sắc. Đó, các bạn có thể thấy hai sợi râu rất dài. Tiếp theo chúng ta có vòng kim cô màu vàng, óng ánh đẹp. Đó. Tiếp theo chúng ta có một chiếc mặt nạ. Đó, mặt nạ nhựa. Khá là giống và đáng yêu. Đó. Ok. Tiếp theo ở đây là chúng ta có cái giáp ở cổ. Đó. Đây là áo choàng. Đó, đằng sau này là áo choàng này. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với quần áo. Đó, quần áo vải. Vải rất là đỏ, tươi, đẹp. Đó, những họa tiết thêu rất tỉ mỉ các bạn nha. Đó. Và đây là cây gậy như ý. Gậy quá đẹp luôn. Màu vàng. In họa tiết rồng. Đó. Dài 1m2. Và có thể thu gọn lại được nha các bạn nha. Đây này. Thu cho các bạn xem này. Đó. Đấy. Thu lại còn khoảng 60. Được chưa? Kéo ra. Đó. Tiếp tục chúng ta đến với. Đây là hai cái bao tay. Đó. Khi chúng ta mặc áo xong chúng ta sẽ quấn vào. Bao tay. Rồi. Ta đi đến phần tiếp theo. Đây là chiếc váy. Đó. Các họa tiết vô cùng tỉ mỉ và đẹp các bạn nha. Thêu này. Đó. Và đây là quần. Màu cũng rất đỏ tươi. Đó, cuối cùng là một đôi giày với màu đỏ rất đẹp. Đó, hoa văn. Quá tuyệt vời các bạn nhé. Có đủ size, đủ số. Các bạn đi size nào thì nhắn tin cho shop. Vâng, chúng ta xem một lần tổng quát nhé các bạn nhé. Đó. Dạ vâng, nếu mà quý vị có một nhu cầu mua bộ trang phục này làm quà cho bé yêu, vui lòng gọi điện tới số điện thoại ở trên màn hình 0968 646 698. Chúng tôi là shop Tôn Ngộ Không Hà Nội, chuyên trang phục Tây Du Ký, ship hàng toàn quốc, kiểm tra hàng rồi thanh toán nha các bạn nhé. Vâng, xin chào các bác.